mua online mà. Em hỏi cái giao dịch viên ấy. Tính ra cái này mà không chắc bằng cái của thợ đem đâu. À, thế rồi. Cái của thợ này là nguyên khối luôn. Cái này người ta lại ta bị ốc ở đây này. Cái quan hộp mà bằng hộp này giống hộp này mà. Hộp như này. Không nguyên khối đâu. Con này hộp máy lái này, hai chỗ đồng củi của bạn có ba. Nó màu đen, 2,5. 2,5 nha. Nó là cái nó phải vít ốc rồi đi. Có. Có bắt mà nó rơi như nó đóng hộp rồi. Cũng vít ốc. Là tự mà ở gần có em mới hỏi chị sao không lấy ở Thanh Hóa gần cộng gần mà lại tự nhiên thấy cái anh giọng Nghệ An gọi. Thế là bảo là ở đây hết hẳn. Những kem tóc nó fit nè, nó tặng kem cái nữa nè. Cái gì? Cái mỡ. À, tóc fit. Đây, cái tóc fit của mình nè. À, lắp luôn nè. Cái này cân được nhá. Cái này cân được nhá. Cần cao thấp được nhá. À, thì là những cây cao thì cho nó cao. Giống lên nhà đến nhà mà được không? Cái gì nó bây giờ lâu rồi. Hôm qua. Chiều qua đó thì mua là mua cả mấy giác mua cả cái đó. Cái này với cái đấy luôn đấy. Nhưng mà tìm nó hai người giao. Thế qua là đặt cả giả luôn, mua cả máy cả giả luôn. Tìm hai người giao. Gần đây sao chứ? Tiện đi rồi, luôn. Rồi, ra cho Sơn Lâm. À, Sơn Lâm đứng gần đây. Đây là gì? Đây là gì? Lấy một cái, hai cái. Xem một cái, đưa cái. Đây. Thu tiền, đóng tiền lại, không thể thích. Cùng nợ. Dạ đấy nha, cái hàng màu giống như thế này nhưng mà nó màu đen. Màu đen hết. Hôm qua hỏi anh kia bảo bạn kia bảo dạ cái này đắt hơn inox. Vâng, có hai loại mà, một loại. Cái của thợ đem đi thì 250 thôi. Ừ. Còn có một cái nữa là 500 mét. Còn có một loại nữa. Đối diện đấy lại là cái nhà mới xây. Thì nó mới là nhà hai tầng nên cả đứng đây. Rồi. Đây thì nhà đấy là đôi nhà đại gia đấy. Nhà đại gia đối diện nhà đại gia, trong đây là tiểu gia vô trong tí. Đơn giản được mặt ra đó.
Được chưa? Được. Đây này. Mở chốt ra. Mở chốt ra, từ chốt kia. Từ chốt để đây, mở ra. Xong máy này. Nào. À, đây là hăng khác với cái chim ti. Chim ti là tự phải tháo dịt dịt ra. Đây là nó có chốt. Đọc lại con nào. Không, cái loại mà có chim khó mà cũng mà khó từng đốt đốt một là cái loại 550 kìa. À, khó từng đốt đốt luôn à? Cái đó thì là chắc, chứ đây anh cũng đang lỏng. Đây nó không một khóa đâu.